Tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Quý Hợi 1983, đại phát, đại lộc, tiền vàng phù phê. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, người xưa nói nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tuy nhiên, có một điều còn vĩ đại hơn cả đó là lòng thiện lương. Phật gia giảng, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Làm người ta chọn thiện lương, dẫu phúc chưa đến họa đã rời xa. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Có một trái tim nhân hậu đã là phong thủy tốt nhất, tích lũy âm đức khiến cho tai họa tránh xa, kéo dài tuổi thọ, tăng tài tích lộc và có thể làm phúc cho con cháu sau này. Trời ban những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thông minh, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà Quý Hợi luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuy nhiên cũng bởi quá tốt bụng, quá thiện lương mà thời còn trẻ, con giáp này đã phải chịu khổ, thiệt thòi nhiều khi. Nhưng số phận đâu đó đã được ông trời an bài. Chính nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà Quý Hợi dù khó khăn cũng luôn được quý nhân giúp đỡ, bề trên chứng giám ban phát nhiều tài lộc, may mắn. Vậy vận mệnh Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ ra sao? Làm thế nào để đón nhận được tài lộc trong tháng 11 âm lịch sắp tới? Xin mời quý vị chiêm nghiệm vận trình của mình trong phần luận giải ngay sau đây. 1. Tổng quan về cuộc đời người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Quý vị thân mến, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hay còn gọi là Lâm Hạ Chi Chư, lợn trong rừng, tướng xương, xương con heo, tướng tinh con gà. Quý Hợi nạp âm hành thủy do can quý âm thủy ghép với chi hợi âm thủy. Đây là tuổi duy nhất có cả ba yếu tố, can, chi và nạp âm, đều là hành thủy nên tuổi này có năng lực thực tài, gặp nhiều may mắn, đường đời luôn rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho đến hậu vận. Quý Hợi 1983 mệnh đại hải thủy, là người khoan dung độ lượng, dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, do vậy cũng dễ bị lợi dụng bởi sự vị tha của chính mình. Người mang tuổi này đa phần khôn ngoan, nhẫn nại, giỏi chịu đựng. Tính cách này giúp Quý Hợi thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Người tuổi Quý Hợi trời sinh được phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc đời bằng phẳng, chẳng chịu nhiều sóng gió. Người này có số phú quý, an nhàn, sự nghiệp công danh đủ đầy, được quý nhân tương trợ nên nếu theo nghiệp quan trường thì sẽ làm nên đại sự, địa vị cao quý, được nhiều người kính nể. Người sinh năm Hợi thường sống ngay thẳng, chân thật, chẳng mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa và không giấu giếm suy nghĩ của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục. Người tuổi Quý Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt nên dù làm ăn kinh doanh hay làm công sở đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, hành sự nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cẩn. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Người tuổi Quý Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo và tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Người tuổi này rất giỏi quan sát nên biết lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng, thối chí, chịu sự ảnh hưởng của dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ trở thành phiền phức to. Khi có vấn đề xảy ra, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết,
khắc phục hậu quả tốt nhất. Tuổi Hợi đứng ở vị trí cuối cùng trong 12 con giáp nên nó là con vật rất kiên nhẫn vì phải đợi tới lượt mình. Quý Hợi có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính, trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những chỗ xa lạ. Người tuổi này giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy mà tuổi Quý Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình mà những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Mặc dù những người tuổi Quý Hợi không phải là những người chậm chạp nhưng họ lại là người thích sự thanh thản. Cuộc đời của Quý Hợi ứng nghiệm qua bài thơ sau. Quý Hợi số mạng như là mạng thủy nước biển chảy tràn vào sông. Số này thuận hợp thu đông. Cuộc đời sung sướng ít ai sánh bằng. Nhưng sinh xuân hạ lỗi thay. Nghèo giàu cũng cực tay chân không ngừng. Vợ chồng có khắc chẳng an. Con thì nhiều đứa làm phiền cho ta. Anh em xung khắc chẳng gần. Người dưng giúp đỡ lập nên nghiệp nhà. Số này tài lộc có nhiều. Tuổi nhỏ chưa đậu tuổi già hiển vinh. Lắm lúc buôn tảo bán tần. Nhà cửa đời đổi nhiều lần chẳng an. Tuổi Quý Hợi cuộc đời nhiều đau thương về tuổi nhỏ. Cuộc sống bắt đầu bớt lo lắng và buồn khổ từ lúc tuổi 30 trở lên. Tuy nhiên sự thương đau thường làm cho cuộc sống có nhiều thay đổi. Bắt đầu từ 36 tuổi trở đi cuộc đời mới trở lại trầm lặng và mới có đầy đủ những yếu tố căn bản để tạo lấy sự nghiệp. Bắt đầu từ 40 trở đi thì cuộc sống được vững bền và có sung sướng, nhưng tâm trí cũng thường lo nghĩ, không bao giờ được yên. Có thể vào 44 tuổi trở đi cuộc sống mới có kết quả bảo đảm cho đời sống. 2. Tổng quan vận trình tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 trong tháng 11 âm lịch. Xét về địa chi, Hợi gặp Tý Lâm cục diện tam hội. Tháng này, cuộc sống của Quý Hợi bình hòa, an nhàn, bớt lo toan hơn trước cả về tinh thần và thể chất. Xét về mối quan hệ thiên can, Quý Thủy gặp Bính Hỏa là thương quan, đại diện cho bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền, mất ngôi. Vì vậy, trong tháng, Quý Hợi cần cẩn trọng hết sức trong công việc để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không nên có và làm phật lòng những người xung quanh mình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch người tuổi Quý Hợi, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định. Cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Quý vị thân mến! Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Trong tháng 11 này, các gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý những ngày sau. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2024 âm lịch, có nạp âm là Ất Tỵ, có nạp giáp là Phú Đăng Hỏa. Ngày 19 tháng 11 năm 2024 âm lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. 3. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng này cho thấy, sự nghiệp của người sinh năm 1983 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình,
có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Thời gian này, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, gia chủ Quý Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong tháng 11 năm 2023. Bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có cảm tình với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng này, gia chủ đã bước sang tuổi 41. Nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích, để bệnh không nặng hơn. Càng về thời điểm cuối năm, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 11 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn. Tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất 1982, tai họa tiềm ẩn, tránh được họa trời, giàu to. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, tôi không biết quý vị là ai và cũng không biết cơ duyên nào đã đưa quý vị đến đây ngày hôm nay. Nhưng tôi biết rằng, nhiều người ở đây vẫn đang lận đận đủ đường. Mỗi ngày dài trôi qua luôn gặp phải trăm điều trái ngang, ngàn điều trái ý đến vô cùng. Cuộc đời toàn đắng cay, tủi nhục chẳng có lấy một ngày được sung sướng, an nhàn. Và chắc hẳn quý vị đang rất mong muốn được biết vận hạn trong thời gian sắp tới của mình và tìm kiếm cho mình một lối đi đúng đắn để tránh được những hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình phía trước phải không ạ? Vận mệnh cuộc đời là thứ khó thay đổi. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt thì vận hay số sẽ đổi và cuộc đời sẽ hanh thông, viên mãn hơn rất nhiều. Khi xem vận số của 12 con giáp, các thầy tử vi thấy rằng trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ bắt được cơ hội đổi đời mà phất lên nhanh chóng mặt. Mua nhà, sắm xe, tiền bạc chất kép, cả đời sung túc, ấm no, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị. Vậy vận trình của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm sẽ thế nào? Quý vị hãy theo dõi vận trình của mình trong video dưới đây nhé. 1. Tổng quan về cuộc đời người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Quý vị thân mến, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 hay còn gọi là Cố Gia Chi Khuyển, chó về nhà, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ.
Nhâm Tuất sinh năm 1982. Nạp âm ngũ hành là đại hải thủy do cát nhâm dương thủy ghép với chi tuất dương thổ. Ta có thổ khắc nhập thủy, chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can nên nửa đời sau cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của can nhâm là linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, lúc đắc thế, rất hào hiệp và của chi tuất là đa năng, trung thực rộng rãi phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Người tuổi Nhâm Tuất về cơ bản cuộc đời gặp khá nhiều thuận lợi, chuyện vui nối tiếp không ngừng. Mọi điều trong cuộc sống của bạn đều rất hòa hợp, thuận buồm xuôi gió. Con giáp này cũng may mắn được bạn bè và người thân giúp đỡ rất nhiều. Người tuổi Nhâm Tuất tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ hết lòng vì công việc. Ở họ luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước vì mục tiêu sống. Rất nhiệt tình, trung thành, yêu cầu cá nhân ít, có lòng thương người và hay đồng cảm với nỗi khổ đau mất mát của người khác. Người tuổi này yêu chính nghĩa, khiêu chiến với những bất công vô lý, thích tự do bình đẳng và dân chủ, có khả năng chịu đựng được gian khổ, hoạn nạn và chuyển hóa được hoàn cảnh, môi trường khi làm việc thường khách quan, khi nói năng chú ý lý lẽ đầu đuôi theo quan niệm đúc kết của dân gian. Người tuổi Nhâm Tuất thường là những người nhanh nhẹn, trung thực, có trí thông minh và cả sự nhẫn nại lớn nhất trong 12 con giáp. Do đó, cuộc đời người tuổi Nhâm Tuất thường an yên, sống sung túc nhờ ăn ở lương thiện, lấy đạo đức làm gốc và giúp đỡ người khác là trách nhiệm. Bên cạnh đó, người tuổi Nhâm Tuất cũng có quan điểm sống khá cởi mở, thân thiện và đặc biệt là rất lạc quan dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, người tuổi này cũng đặc biệt rất nhạy cảm. Điều này có thể khiến người tuổi Nhâm Tuất có những quyết định dựa trên tình cảm nhiều hơn là lý trí. Trong các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội thì người tuổi Nhâm Tuất rất thân thiện, thích giao thiệp bạn bè. Do đó, người tuổi này có rất nhiều bạn bè và thường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những mối quan hệ xã hội. Người tuổi Nhâm Tuất có cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng. Vốn là những người thông minh hiểu thiên cơ lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Nhâm Tuất làm nghề kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn, vất vả song lộc đến khá lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy mà sẽ có cửa nhà khang trang. Có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có cuộc đời tốt đẹp. Người tuổi Nhâm Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi rong chơi, đi du lịch đó đây. Người tuổi Nhâm Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuy nhiên, tuổi Nhâm Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hận bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Nhâm Tuất trở thành một con người bảo thủ trì trệ. Người tuổi Nhâm Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình. Tính cách gắn liền với người tuổi Nhâm Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân. Không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc sự vật mâu thuẫn đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng vừa có thể thu hoạch lợi ích. Cuộc đời của Nhâm Tuất ba chìm bảy nổi, không quá thuận lợi nhưng về sau vẫn có thành quả bởi sự cố gắng, kiên trì của bản mệnh. Nhâm Tuất số mạng như vậy, nước ở biển lớn chảy vào tràn sông. Thuận sinh gặp đặng thu đông, mạng đặng sung sướng ở không ăn hoài. Sinh nhằm tháng khác chẳng may, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Mão chẳng hay. Tưởng đâu chết hụt đã rồi, nhờ trời Phật độ thuở hồi ấu niên. Số này phải giữ phải kiêng, có khi té nặng tật nguyền chẳng sai. Không phần chơi với bạn bè, bạc tiền giúp đỡ sau là phản ngay. Tiền vận phải chịu gian truân, nhà cửa nhiều lớp kinh dinh đổi đời.
hậu vận mới được yên thân, lập nên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Cuộc đời của Nhâm Tuất sinh năm 1982 tương đối trắc trở và gặp nhiều thử thách, khó khăn để có thể đạt được danh vọng. Tuy nhiên, chỉ cần nỗ lực mà Nhâm Tuất có thể vượt qua hết mọi rào cản để đạt được thành tựu. Theo các thuyết có liên quan tới phong thủy, đối với người tuổi này, chữ nhân được đặt lên hàng đầu là yếu tố để phát triển sự nghiệp. Nhâm Tuất cuộc đời lên bồng xuống trầm, cuộc sống có nhiều thay đổi bất thường, không nhất định được một chủ đích để làm cho cuộc đời được lên cao. Cuộc sống thường bị đe dọa vì bệnh tật và sự sống, cho nên tuổi này không được đầy đủ cho lắm về cuộc đời. Muốn được hoàn thành được chủ định phải từ tuổi 45 trở lên mới có thể tìm được sự sống vững chắc cho cuộc đời, làm căn bản cho cuộc đời sau này. Phần gia đạo không được hoàn toàn êm đẹp vì tình trạng và hoàn cảnh gia đình. Nếu bạn có sáng suốt thì mới giữ được êm xuôi. 2. Tổng quan vận trình tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 trong tháng 11 âm lịch. Xét về địa chi, Tuất gặp Tý không xung phạm, công việc làm ăn vẫn khá thuận lợi, mang về nguồn thu ổn định. Gia đạo trong ấm ngoài êm, có xung đột cũng chỉ qua loa, sau đó mọi người thêm hiểu nhau hơn. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Thủy gặp Bính Hỏa là thực thần, đại diện cho phúc thọ, có lộc. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ dễ có tài lộc. Tuy nhiên, tài lộc có dễ nhưng cũng mất dễ nếu không để tâm chú ý. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất tháng này có nhiều dấu hiệu tích cực. Tài lộc theo đó mà cũng rất khả quan, thu về được nhiều lời lãi, nên nắm bắt thời điểm vận khí tốt để thực hiện những dự định, công việc, kế hoạch ấp ủ từ trước. Về tình trạng sức khỏe có dấu hiệu sa sút, sức đề kháng của bản mệnh không tốt. Vì vậy trước khi ra khỏi nhà cần phải chú ý ăn mặc, giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Quý vị thân mến, tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Trong tháng 11 này, các gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý những ngày sau. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024 âm lịch, có nạp âm là Giáp Thìn, có nạp giáp là Phú Đăng Hỏa. Ngày 18 tháng 11 năm 2024 âm lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày 30 tháng 11 năm 2024 âm lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Tiếp theo chương trình là phần luận giải tử vi tuổi Nhâm Tuất trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Xin mời quý vị theo dõi. 3. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tháng này, bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, gia chủ Nhâm Tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Nhâm Tuất có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chứ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Phương diện tình duyên. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Nhâm Tuất nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ. Bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà.
Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt. Bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Phương diện sức khỏe. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1982. Vì thế, bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ, nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng, xã giao, không sử dụng chất kích thích. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.